Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Có rất là nhiều các khách hàng hỏi rằng là việc mua xe mới thì bảo hành, bảo dưỡng là bao nhiêu km và bảo dưỡng những cái hạng mục như thế nào. Thì vì vậy là từ những cái băn khoăn đó, đội ngũ Happy Car cũng sẽ làm một series về các cái quá trình bảo hành, bảo dưỡng đối với những cái dòng xe mới, từ những cái số km là bao nhiêu, những hạng mục cần bảo dưỡng là những gì, cần thay thế là những gì. Thì ở trong series này thì đội ngũ sẽ nêu ra chi tiết ở từng hạng mục. Ở tập đầu tiên này thì chúng ta sẽ đến với những quý khách hàng mà mới mua xe và sử dụng 1.000 km thì chúng ta cần những cái hạng mục bảo dưỡng như thế nào. Thì trong clip ngày hôm nay thì đội ngũ Happy Car cùng với Quyết sẽ giới thiệu một cách rất chi tiết dành cho mọi người. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh cả nhà nha. Ok, chào anh. Chào Duy nhá. Thì đây là bạn Duy, cố vấn dịch vụ của Tô Tài Anh Xuân. Thì thay mặt cho là các khán giả và cũng như là các khách hàng mà khi mà đến mua xe lần đầu, đặc biệt là mua xe mới, thì cũng có rất là nhiều các câu hỏi. Ví dụ như là tại sao phải là 1.000 cây, 1.000 cây đến đây làm gì? Tại vì là xe mới mà, đúng không ạ? Hoặc là nếu mà 1.000 cây làm thì sẽ phải làm những cái hạng mục gì? Thì đấy, ngày hôm nay thì sẽ đến đây hỏi Duy để Duy có thể giải đáp tất cả các thắc mắc đấy cho khách hàng được không? Coi như là Quyết là khán giả đi, là khách hàng mới lần đầu đến và 1.000 cây thì Duy chia sẻ giúp mình. Đầu tiên xin chào mọi người. Thì cũng cảm ơn anh Quyết thì cũng cho Duy cơ hội để cũng giúp đỡ cho khán giả biết được 1.000 cây mình sẽ kiểm tra như thế nào đối với xe của mình. Thì trước tiên thì mình sẽ mời anh Quyết ra kiểm tra xe cùng với cố vấn dịch vụ nhé. Thì trong quá trình kiểm tra xe thì em sẽ giới thiệu cho mọi người biết về quá trình bảo dưỡng kiểm tra, thì đầu vào của Tô Tài Anh Xuân sẽ kiểm tra như thế nào. Rồi, em mời anh ra kiểm tra xe. Đối với những chiếc xe mà mới đi được 1.000 cây đấy, thì tất cả những xe Toyota tại Việt Nam sẽ được kiểm tra 1.000 cây miễn phí. Thì về cơ bản thì kiểm tra 1.000 cây nó sẽ kiểm tra tổng thể toàn bộ xe của mình nhé. Thì các cái loại dung dịch như nước rửa kính, nước làm mát hay nước dung dịch bình ắc quy là sẽ được kỹ thuật viên bổ sung hết. Sẽ kiểm tra toàn bộ gầm bệ này, bu lông ốc vít ở dưới gầm, ví dụ như là có bu lông nào có bị dơ dão thì mình sẽ siết lại, hay là kiểm tra tình trạng lốp absolute, cả lốp dự phòng luôn, đúng, chính xác cả lốp dự phòng luôn, để lúc nào xe khách hàng cũng sẵn sàng cho tất cả các lốp. Và cái quan trọng nhất nữa là xe mình là xe mới, thế thì khi kiểm tra mình cây thì kỹ thuật viên sẽ kiểm tra những vấn đề mà có thể xe mình vẫn còn bảo hành rất là dài, nên là kỹ thuật viên sẽ kiểm tra xem mình có vấn đề gì không, để phát hiện sớm những vấn đề mà có thể không may xe, để được bảo hành sớm nhất cho khách hàng. Thì em mời anh vào xe kiểm tra nhé. Bình thường là mình sẽ kiểm tra phía bên ngoài trước đúng không? Xem có vấn đề gì không? Bây giờ bắt đầu vào bên trong. Tôi ta sẽ, bọn em sẽ kiểm tra lại toàn bộ mức xăng nhiên liệu của khách hàng khi nhận đầu vào. Kiểm tra xem tình trạng các hệ thống đèn điện, đèn pha, gạt mưa xem hoạt động bình thường lúc tiếp nhận hay không. Nếu mà chẳng may mà một cái chi tiết nào đó mà nó không hoạt động thì mình đúng sẽ rồi, báo lại thì mình hàng. Sẽ ưu tiên đầu tiên là báo khách hàng và mình sẽ cho vào kiểm tra. Nước gạt mưa bình thường đúng không? Đèn đó bình thường. Khi nào mà mình đi 1.000 cây mà chẳng may cái gạt mưa mà nó ví dụ nó không hoạt động chẳng hạn, thì mình có phải, ví dụ khách hàng có được bảo hành không, hay là mình có phải phân tích nguyên nhân là tại sao, nguyên nhân là do khách hay là do trong vòng 1.000 cây đầu tiên ấy, thì đa số nếu mà ví dụ như cái gạt mưa của mình không hoạt động thì hãng sẽ cho vào kiểm tra. Nếu như lỗi sản phẩm thì sẽ được thay thế hoàn toàn mới. Còn đôi khi đa số những trường hợp mà có thể mà không được bảo hành đó, ví dụ như là chuột cắn dây điện, thì cái trường hợp này thì là trường hợp ngoại lực tác động vào thì sẽ không được bảo hành. Thì còn về cơ cấu mà xe mà có vấn đề hiện tượng lỗi, bất kỳ ví dụ gạt mưa, ống xả thủng hay là bất kỳ cơ cấu nào không hoạt động thì mình sẽ bảo hành luôn cho khách hàng và thay thế mới ngay lập tức. Đấy nhá, cái này rất là hay cả nhà nhá, nghĩa là hoàn toàn là thay hoàn toàn mới luôn chứ không phải là phải sửa nữa. Okay. Em mời anh cho xe với em. Okay.
Thì cố vấn dịch vụ sẽ phải kiểm tra hết một lượt một vòng để xem xe có xuất sắc nào không để báo cho khách hàng, kiểm tra xem nốt dự phòng cũng như là kích có đầy đủ không. Rất chi tiết anh nhỉ. Thông thường tôi theo rồi. Thì hôm nay vào kiểm tra 1.000 cây thì anh có thể đây là bầu lọc gió không động cơ này, nước rửa kính này, nước nằm mát này, nước rửa kính này, đây ắc quy này, ắc quy sẽ được test lại kiểm tra này về cái dung lượng ắc quy cũng như là điện mức để áp đầy nổ của ắc quy tại thời điểm đầy nổ là tốt hay không. Kiểm tra này nước nằm mát bổ sung thêm này, nước rửa kính bổ sung thêm, dung dịch bình ắc quy, hoặc kiểm tra xem tiếng máy có vấn đề gì không. Thì đấy, hôm nay thì 1.000 cây mình sẽ chưa tiến hành thay dầu. Theo tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam thì 5.000 cây mình mới phải thay dầu lần đầu. 5.000 cây thì mình thay dầu. Còn một... mình thấy hồi xưa ấy là 1.000 cây các bạn đã vào thay dầu, thế sao bây giờ mà đến 5.000 cây mới phải thay dầu? Thì bản chất của việc thay dầu, nhiều khách hàng thì ngày xưa công nghệ sản xuất xe ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành chạy rota. Thì ở trong dân gian mình hay nói chuyện là chạy rota ấy. Thì hiện tại đối với những xe mới hiện nay ấy, thì công nghệ sản xuất rất là tốt, nên việc chạy rota không cần nữa. Và theo tiêu chuẩn của hãng thì đúng 5.000 cây mình mới phải thay. Thế là mọi người yên tâm nhé, chúng ta 5.000 cây chúng ta mới phải thay dầu, còn 1.000 cây đến Toyota để kiểm tra lại toàn bộ. Đấy. Quá trình kiểm tra xong rồi thì em mời anh Quyết vào bàn, em làm thủ tục và em cho xe vào bảo dưỡng nhé. Em mời anh ngồi đi. Em vừa kiểm tra đầu vào xe của mình nhé. Thì hiện tại thì quá trình bảo dưỡng của mình, em sẽ rửa xe luôn cho mình. Thì quá trình bảo dưỡng của mình sẽ sau khoảng 30 phút và rửa xe khoảng là 15 phút. Và tổng thời gian của mình sẽ là 45 phút và em giao xe cho anh Quyết. Với các cái hạng mục kiểm tra ấy, thì mình bạn bảo là có đèn đóm phía bên ngoài. Thế thì khi mà bây giờ mình sẽ rửa xe mất 15 phút này. Đúng. Thế thì khi mà vào trong xưởng thì các bạn sẽ kiểm tra những cái chi tiết nào thì mình có thể là mình muốn biết qua một chút được không? À vâng, đây thì em sẽ giới thiệu với anh nhé. Thì đây em có thể cho anh sẽ cứ xem về cái các hạng mục mà trong bảo dưỡng 1.000 cây chúng ta tiến hành nhé. Có thể quan sát ở đây nhé. Đây, Duy có thể rất quan các cái mục chính, có mức dầu động cơ của em tháo kiểm tra này. Có kiểm tra toàn bộ gầm bệ của mình này, kiểm tra các đường ống dẫn này, dầu, đây là hệ thống làm mát động cơ này, làm nước làm mát này, mình sẽ kiểm tra lại này, ắc quy này, lọc gió của em tháo kiểm tra hết này. Đấy, gầm bệ, đây là các vị trí tại gầm bệ xe này, bù lông ống vít xe gần của em kiểm tra hết, lốp này. Bọn em sẽ ghi rõ là tình trạng lốp, bao gồm cả lốp dự phòng, áp suất lốp, nếu chưa đủ em sẽ bơm lại cho khách phải đúng về tiêu chuẩn. Kiểm tra tình trạng các vật tư như là kích lốp hay là bộ sử dụng cụ sửa chữa là phải đầy đủ cho khách. Kiểm tra các đèn đóm xem có vấn đề check, nổi đèn check gì không. Đấy, thì bọn em sẽ cắm máy và kiểm tra. Đèn còi là bọn em kiểm tra hết, ra ghế. Thì tất cả tổng thể mình hôm nay thì mình sẽ kiểm tra tổng thể xe nhưng chưa cần thay dầu. Thế mình muốn hỏi bạn một chút là thế thì đã có bao giờ bạn kiểm tra cho khách hàng mà ví dụ như xe của mình không vấn đề gì vậy, nhưng mà có khách hàng nào mà 1.000 cây nó đã có xảy ra một số cái vấn đề gì đó mà xong sau đó thì mình sẽ phải bảo hành cho khách không? À có. Thì ví dụ như là đơn giản như là khi kiểm tra 1.000 cây đầu mà em phát hiện ra khi kiểm tra đèn có một bóng đèn cháy, ví dụ một bóng đèn phanh khách hàng khó quan sát đằng sau lưng, thì khi kiểm tra bọn em sẽ kiểm tra cái bóng đèn phanh nó không sáng, thì bọn em sẽ kiểm tra nguyên nhân tại sao nó bị cháy, và nếu mà bị cháy do lỗi sản xuất ấy là bị cháy tự nhiên thì bọn em sẽ thay thế hoàn toàn mới cho khách hàng, thay thế hoàn toàn luôn. Đúng không? Thế thì mình nghĩ là một cái 1.000 cây này nó rất là quan trọng đấy. Mình nghĩ là cái bước đầu để mình xem là cái sản phẩm đúng không của Toyota. Đôi khi là 1.000 xe thì cũng không thể tránh khỏi được là một vài xe nó bị những cái lỗi như vậy, thì kiểm tra cũng khá là quan trọng. Thế thì mình cũng muốn hỏi một chút xíu là nếu bây giờ ấy, thường là cái 1.000 cây đấy, cái thời hạn mà để được nên quay lại, ví dụ như quá mình quá 200-300 cây có vấn đề gì không, hay là thời hạn nên bao lâu thì mình nên quay lại? Thì nếu mà theo khuyến cáo của hãng thì mình nên đến tuân thủ đúng theo yêu cầu của hãng thì 1.000 cây. Còn nếu việc chênh này khoảng 200-300 km là chuyện bình thường thì mình có thể làm sớm hoặc làm muộn.
Và thời gian thì sau khi mình nhận xe là khoảng 1 tháng thì mình nên quay lại. Rồi, ok. Thế thì cũng giải đáp được những cái thắc mắc dành cho các quý anh chị mà liên quan đến 1.000 cây. Cảm ơn là Duy ngày hôm nay cũng đã chia sẻ rất là nhiều cho khán giả cũng như là Quyết để mình biết được. Thế thì cũng muốn chia sẻ dành cho các quý anh chị rằng là những cái việc mà kiểm tra 1.000 cây đầu tiên là một cái điều mà hết sức cần thiết. Khi mà chúng ta nhận một cái chiếc xe mới thì ít nhất là mọi người nên 1.000 cây hoặc là khoảng 1 cho đến 2 tháng chúng ta nên quay lại đây một lần. Ở trong series tiếp theo là series 5.000 cây thì Quyết cùng với đồng hành với cả cố vấn Duy sẽ chia sẻ cho mọi người những cái hạng mục nào chúng ta cần bảo dưỡng hay là thay thế cái gì ở trong 5.000 cây. Thì mọi người nhớ là follow kênh của đội ngũ HPK và ấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào. Cảm ơn tất cả mọi người lần nữa. Cảm ơn Duy rất nhiều. Cảm ơn anh, chào mọi người. Gặp lại rồi. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.